Okay, em thì trong video này mình sẽ nói về cái lỗi sai trong cái ứng dụng của mình ở những cái video trước mình đã code nhầm. Thì ở đây nhá, mình sẽ thử chạy cái lỗi sai đấy là lỗi sai gì nhá. Ở đây nhá, ở đây giả sử ngày 1 tháng 8 đến ngày 2 tháng 8 nhá, là đã có những cái khách người ta đã thuê hết những cái phòng từ 1 đến 4 rồi này. Đó, khách sạn mình thì có đủ 4 phòng rồi đúng không? Ngày 1 đến ngày 2 là đầu khách đã thuê hết những cái phòng đó rồi. Giả sử nhá, bây giờ mình thử tìm một cái phòng, tìm những cái phòng mà trống trong khoảng thời gian là từ 1 đến ngày 8 năm 2021 đi, đến ngày 15 đến tháng 8 năm 2021 nhá. Đấy, mình mong muốn là từ khoảng thời gian này đúng không? Đến khoảng thời gian này ấy, là nó sẽ không có cái phòng nào mà nó trống hoàn toàn cả đúng không? Đấy, cái mục đích của mình ấy là mình phải tìm ra trong cái khoảng thời gian này đến khoảng thời gian này ấy, là phải tìm ra những cái phòng mà nó trống hoàn toàn đấy, kiểu giả sử có một ông khách đến đúng không? Ông yêu cầu là mình phải tìm ra những cái phòng mà trống hoàn toàn trong khoảng thời gian này đúng không? Và khoảng thời gian này để ông ấy thuê liên tiếp 15 ngày chẳng hạn đúng không? Đấy, thì mình mong muốn là sẽ không có cái nào trống hoàn toàn cả, bởi vì kiểu gì cũng sẽ dính cả bốn phòng không đều đều là có mùng 1 đến mùng 2 ấy, là cả bốn phòng đều bị dính rồi đấy. Thế mà mình đã ra hết đấy, thì chứng tỏ là mình đã bị sai ở đâu đó đấy. Thế thì mình sẽ chữa lại code nhé, và mình sẽ giải thích sau là tại sao chữa lại thì nó lại là chuẩn nhá. Ở đây thì đây mình sẽ chữa lại cái đoạn này là check out đi, đặt ngược lại đi. Đoạn này là check in, đoạn này là bỏ dấu bằng đi. Rồi mình bị đơ rồi, thử chạy lại code nhá. Seller 1 này rồi, thế từ ngày 1 đến ngày 21 này, đến ngày 15 tháng 8 năm 2021 mình mong muốn là sẽ không có bất cứ cái phòng nào ấy mà nó sẽ trống hoàn toàn trong khoảng thời gian này cả đúng không? Đấy, không có bất cứ cái phòng nào cả. Cả bốn phòng này đều đã được thuê từ ngày 1 đến ngày 2 rồi. Đấy thì không có lý do gì mà trong khoảng thời gian từ 1 đến ngày 15 tháng 8 ấy là nó có chứa cái ngày từ 1 đến 2 ấy mà nó lại có phòng trống hoàn toàn cả đúng không? Đấy thì như đã thấy ở đây là không có phòng nào cả, không có free room nào cả. Như vậy là đã chuẩn rồi, chuẩn yêu cầu của mình rồi. Đấy. Giả sử nhá, mình thử thử search một cái khác nhé. Ví dụ như là từ ngày 27 đến ngày 28 không? Thì có hai phòng đã được thuê là phải phòng 1 và phòng 4 không? Đấy, thế thì mình thử search cái này nhá, xem nó có ra hai phòng 2 và 3 còn lại không nhá. Nếu mà ra thì nghĩ là mình đúng. 06 27 đến 28 06 à, nhầm 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 đoạn này mình nhầm chỗ này, 27 06 rồi nhỉ, 27 06 đấy. Thế thì search từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 ấy thì đã ra chỉ ra được hai cái phòng là phòng 2 và phòng 3 là thỏa mãn, là nó free hoàn toàn thôi đấy, hoặc là đến ngày 30 cũng được, thì đến ngày bao nhiêu nhỉ, 29 đi đấy, thì cũng chỉ có hai phòng này free hoàn toàn thôi. Ok đấy, thì bây giờ mình sẽ giải thích là tại sao đổi code như này nó lại đúng. Thế thì ở đây mình sẽ refactor lại cái này để cho nó rõ ràng nhé. Thì đây là hai cái check-in date và check-out date mà người dùng ở cái giao diện tìm phòng ấy, người ta đã nhập vào ấy. Đấy. Thì ở đoạn này này, cái đoạn mà nhập thôi nhỉ, đoạn bờ tuần nữa nhỉ, search free room cơ mà nhỉ, nhầm. Để search free room đâu ta, burner
À, không phải cái search room này mà là cái search đây, search free room đây, search free room đây cơ. Đấy thì cái đoạn này có cái btn search search btn đâu ta? Search search đây đây, cái button search đây đúng không? Button search của mình đúng không? Thì mình chạy xuống dưới hàm action perform đúng không? Đấy thì mình có phải là mình đã gọi cái anh check in date này, mình đã gọi cái thằng search free room đúng không? Xong mình chuyển cái anh check in date và anh check out date này, thì nó có phải là lấy từ cái thằng txt check in và lấy từ thằng txt check out ấy, ở trong cái hai cái text field đúng không? Đấy thì mình đã lấy được hai cái đấy đúng không? Xong mình chuyển vào cái hàm search free room này đúng không? Đấy thì có phải là check in date và check out date này là hai cái thằng đến từ người dùng nhập vào không? Thì mình sẽ đổi tên nó để mình tránh nhầm với hai cái check in và check out này nhá. Đấy, tránh nhầm với hai check in check out này thì tí mình giải thích cho nó dễ. Đây. À, mình sẽ refactor lại như này. À, input bỏ các block đi này. Input check in date. Đoạn này là refactor lại thành input check out date nhé. Ok. Đấy, thì trước khi giải thích cái đoạn này nhé, cái đoạn mà tìm ra những cái phòng mà trống hoàn toàn trong cái khoảng thời gian check input check in date đến khoảng thời gian input check out date nhé, thì mình sẽ show lại cái cơ sở dữ liệu một chút cái đoạn này. Tập trung vào hai cái bảng này nhé. Thì có phải là bảng room không? Là một một phòng thì sẽ có nhiều những cái booked room. Như vậy là quan hệ là một n thì cái bên khóa chính ý, nó sẽ nhảy sang bên cái bảng bên nhiều ấy làm khóa ngoại đúng không? Đấy thì bảng bảng room ID này có được cái nó sẽ được liên kết với cái khóa chính này đúng không? Thì cái tư duy mà mình tìm ra được những cái phòng mà nó trống hoàn toàn trong cái khoảng thời gian đó là gì? Đây, thì mình sẽ đầu tiên ấy là mình sẽ chọn ra trong cái bảng booked room ấy những cái anh mà kiểu không trống hoặc là những cái anh mà nó không trống hoàn toàn ấy, nghĩa là không thỏa mãn cái điều kiện ấy. Đấy. Sau đó là trích ra cái thằng room ID. Đấy là chính là cái khóa ngoại trong cái bảng booked room ấy. Trích ra cái room ID đó rồi và tiếp theo là mình sẽ chọn ra những cái anh room mà có cái ID ý, mà nó không thuộc những cái thằng room ID đấy. Đấy thì có phải là nếu mà nó không thuộc những cái phòng ấy, thuộc những cái phòng mà nó không thỏa mãn không, thì có phải là nó thỏa mãn không, đúng không? Không của không là có đấy, thì nó nghĩ là nó thỏa mãn. Mình thấy cái tư duy nhá. Vậy thì bây giờ mình sẽ giải thích là như nào ấy, là ở đây là mình đã chọn ra những cái phòng mà nó không thỏa mãn cái điều kiện là nó phải là kiểu nó kiểu trống hoàn toàn ấy. Đấy. Thì giải thích là như nào? Đấy, đoạn này sẽ là như nào? Thì mình sẽ thử vẽ ra đây. Thì ở đây là thử mình sẽ thử vẽ ở đây là mình sẽ thử vẽ ở đây là cái ở đây là đây sẽ là cái input check in date nhé. Ký hiệu là cái hỏi chấm tại vì ở trong code đúng không, thì tí nữa mình sẽ truyền vào cái hỏi chấm này cái thằng input check in check in check out mà đúng không. Đấy thì mình ký hiệu cái đoạn này là giả sử input check in date nhé. Đây là cái ông
Input check out date, ký hiệu là hỏi chấm nhé. Cái bài này một lần ở trong môn cơ sở dữ liệu thì chắc anh làm học vừa tí thì học thầy Hóa hay sao nhỉ, cũng gặp rồi, thầy cũng giảng kỹ cái phần này đấy. Thì giả sử như này, ở đây là ví dụ như là ngày hai mình ký hiệu bừa để mình dễ hình dung nhé, 21 à, tháng 6 năm 2021 đi, cái mốc thời gian là như thế, là một cái ngày input check in date mà mình sẽ nhập vào ấy. Đấy, ví dụ như là ngày ở đây là ngày 23 tháng 06 năm 2021 đi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thử thử viết ra tất cả những cái trường hợp ấy, mà những cái phòng book room ấy mà nó vi phạm, mình tìm ra những cái phòng ấy, cái mà nó vi phạm vào cái phòng mà nó được book ấy, mà nó vi phạm vào cái khoảng thời gian mà mình nhập vào này nhá. Thì có sẽ có những trường hợp như thế nào. Đây, ví dụ trường hợp đầu tiên này, với trường hợp đầu tiên ý, thì nó sẽ như này, nó sẽ như này, đúng không? Thế thì mình trường hợp một nhá, trường hợp một sẽ có một cái phòng như này đúng không, và nó sẽ có cái check in date này, nó sẽ ở ở nó sẽ ở dưới cái phòng 21 tháng 6, mình sẽ ký hiệu giả sử ở đây là giả sử ở đây sẽ là cái đoạn này là mốc này là ngày 15 tháng 6 đi đúng không? Nó ở dưới cái ngày này mà đúng không? Đấy. Cái mốc check in ấy nó sẽ ở đây. Còn cái mốc check out ấy nó sẽ ở giữa cái khoảng 21 tháng 6 đến 23 tháng 6. Đấy, thì mình sẽ giả sử mình sẽ ký hiệu ở đây là, nó dễ hiểu nhá, đoạn này sẽ là 22 tháng 6 năm 2021 đi. Đấy. Đấy, thì đấy là check out. Đấy, check out date. Mình sẽ để vào đây là, ở đây sẽ ghi là check out, CO check out. Ok, đấy là trường hợp một nhá. Trường hợp tiếp theo là gì, trường hợp tiếp theo là nó sẽ ở đây chẳng hạn đúng không, cái đoạn này mình sẽ sửa lại nhá, cái đoạn mà ngày này mình sẽ sửa thành khác đi cho nó rộng rộng ra cái khoảng giá trị ra một tí nhá. Đây là ví dụ 25/06 đi, cho nó rộng ra một tí để mình dễ ví dụ nhé. Cho các trường hợp. Trường hợp 2 này là đây. Trường hợp 2 nó có phải là như này không? Đây là check in của trường hợp 2 đúng không? Ngày check in trường hợp 2, còn đây là ngày check out trường hợp 2. Rồi, mình sẽ cứ để đấy nhá. Không, tí nữa mình sẽ xét những cái điểm chung của những trường hợp vi phạm này để mình lấy cái điều kiện nó ra đúng không? Trường hợp thứ ba này là như này. Check-in, ngày check-in là sẽ ở trong khoảng này. Còn ngày check out nó sẽ ở khoảng này. Rồi, thì đấy là trường hợp 3. Đấy. Thế thì nhá. Thế thì những cái trường hợp này những cái trường hợp này ấy, thì bạn nhìn ra những cái điểm chung của nó chưa? Và những cái check in của nó và check out nó có những cái điểm gì đặc biệt chưa? Và điểm chung của nó ấy. Đấy, thì cái điểm chung ở đây nhá, thì mình nhìn thấy ngay được nhá, là đầu tiên là mình xét về những ngày check in đã nhá, đúng không? Xét về những ngày check in này thì đây là có một cái check in này, đây là có một cái check in này, đây cũng có một cái check in này, đúng không? Thế thì những ngày check in này có điểm chung gì, có phải là nó đều ở sau cái thằng input check out date này đúng bạn thấy không, nó đều ở sau cái input check out date đúng không? Đó. Thế thì ở đây là đều ở sau thì có nghĩa là cái thằng CI này nó phải nhỏ hơn cái ông input check out date này không? Nghĩa là nhỏ hơn cái ông hỏi chấm này. Đó. Đấy. Mình suy ra được một cái này. Như vậy là cái thằng
check in của những cái mà mình đang tìm kiếm ấy nó phải nhỏ hơn cái thằng hỏi chấm này đúng không? Cái thằng hỏi chấm bên này. Đấy là điều thứ nhất, điều kiện thứ nhất mà mình suy ra những cái điểm chung từ những cái ông trường hợp này. Đấy. Tiếp theo này. Có điểm chung gì nữa? Về check out thì sao? Check out sẽ có điểm chung gì? Những ông check out này là CO này. CO này, CO đúng không? Thì có những điểm chung là nó đều lớn hơn cái thằng check in, input check in date đúng không? Đấy. Thế thì có phải là check in đúng không? Sẽ lớn hơn cái ông hỏi chấm thứ nhất này đúng không? Lớn hơn cái hỏi chấm đúng không? À nhầm, check out chứ nhỉ? Đã biết nhầm rồi. Đấy, thế thì đấy chính là hai cái điều kiện đúng không? Chị đấy chính là hai cái điều kiện ở đây này. Cái thằng check in đầu tiên đúng không? Nó phải nhỏ hơn cái thằng input check out date đúng không? Này. Check in đầu tiên này nó phải nhỏ hơn cái thằng input check out date này đúng không? Đấy, những cái check in nó đều ở sau cái mốc check in check out date. Và cái ông check out này đúng không? Những cái ông CO này đúng không? CO này đúng không? Đều ở trước cái thằng input check in date đấy, thế cho nên là nó mới có cái điều kiện là nó lớn hơn đấy. Thì những cái trường hợp là những cái trường hợp mà vi phạm nó sẽ chớ vào những cái điều kiện của hai cái ngày mình nhập vào ấy đấy, thì cái phòng sẽ không trống hoàn toàn đấy, thì đấy là lý do nhá. Đấy, thế ok rồi, em có ý kiến gì thì comment dưới bình luận nhé. Mình đã fix xong à, mình sẽ show lại kết quả cập nhật trong bảng nhá, mình show ra cái kết quả lần cuối nhá. Đây. Đấy, giả sử có một ông mà ông book nhá, rồi ông ấy sẽ book vào ngày mùng 2 tháng 10 đi, năm 2021 đi, ông ấy muốn book một phòng vào ngày hôm đấy. Đấy, hôm 21 tháng 6 này ông ấy sẽ đến và ông ấy bảo ông muốn book vào những cái phòng vào ngày này đến ngày 05 tháng 10 năm 2021 đi. Ông tìm này, sau ông sẽ click vào những phòng mà ông ấy muốn book trong 2 ngày đấy. Rồi, ví dụ ông muốn book 2 phòng này thì ông ấy sẽ xong mình sẽ bấm vào search client này. Rồi. Đấy, thì ông ấy tên là Hưng ấy. Rồi xong rồi mình sẽ thấy những cái thông tin về phòng này, cái ngày check in check out của cái phòng này sẽ là 2 tháng 10, 5 tháng 10 đấy, ngày check in của phòng này sẽ là 2 tháng 10, 5 tháng 10. Rồi những cái thông tin của khách hàng booking này, confirm đấy thì mình đã lưu thành công. Mình thử book cho một ông nữa nhá. Và ông muốn book vào ngày 21 tháng 10 năm 2021 đến ngày 25 tháng 10 năm 2021. Rồi ông mình muốn book phòng phòng VIP 101 vào phòng này vào trong những ngày hôm đấy. Đấy, sau ông ấy lại còn muốn book thêm vào tháng 11 nhá. Ngày 01 này, tháng 11 này. Đến ngày 02 tháng 11 đi. Đấy, ông lại search thêm phần nữa rồi ông lại book thêm 2 phòng này vào 2 ngày hôm đấy rồi. Đấy, xong rồi mình sẽ nhập thông tin của ông ấy vào, ông ấy tên là Hưng. Đấy thì mình sẽ click vào đây và ông ấy đã thuê những cái phòng như thế này rồi, mình sẽ confirm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ check sở dữ liệu nhé. Đầu tiên là với booking đúng không, thì sẽ có hai cái ông booking đúng không, đấy, có hai ông khách vừa book mà. Refresh đã nhầm. Rồi refresh lại nào. Thì ông booking này xem nhá. Đấy thì đã có những cái ông booking ở đây rồi. Đây mình thử ấy lại nhá. Đấy thì mình đã có hai thêm hai ông vừa book xong đây với những cái ID này 23 và 24 đúng không? Mình thử xem cái bảng book room xem nào.
Edit top 200 rồi. Rồi xem ông 23 24 đây. Đây những cái phòng mà ông 23 book về là ông 23 book 2 phòng. Ông 24 vừa book 2 phòng. Đấy. 2 phòng vào tháng 10 đúng không? 2 phòng vào tháng 11. Ok, vậy là đã chuẩn rồi. Đấy, thì module cuối cùng cũng hoàn thành. Đấy, chào anh em.